Mùa hè cái đám cây phục linh ở đằng kia nhìn tốt chưa cả nhà ơi? Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Mình đã có video chia sẻ về lợi ích của củ phục linh. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ về thu hoạch củ phục linh với cả nhà. Trời vào mùa đông, cuối tháng 11, lạnh, mình chưa có kịp thu hoạch đó cho nên cây nó héo hết trơn đó cả nhà. Mình trồng ở ngoài đất đó thì củ nó ra rất là nhiều. Nó đụng nhau thì nó không có bự củ lắm, nhưng mà nó rất là nhiều củ luôn. Củ phục linh tiếng Anh còn gọi là sun drop hay là Jerusalem artichoke. Và nó cũng có một cái tên khác nữa là sun root, hướng dương hoang dã hay là táo đất, là loài hướng dương có nguồn gốc từ miền Trung Bắc Mỹ. Nó được trồng rộng rãi trên khắp vùng ôn đới để lấy củ, được sử dụng làm rau ăn. Ngoài cái củ của nó ra đó thì mình cũng có thể lấy những cái đọt non, lá non đó, mình làm gỏi hoặc là salad ăn được nha cả nhà. Nó hơi đắng đắng chút, nếu mà người nào không ăn được đắng thì hơi khó ăn. Và cái bông của nó thì nó giống như cái bông hướng dương nhỏ nhỏ đó, họ cũng dùng để trộn salad để ăn được luôn nha cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy cái bông của nó vàng vàng nhỏ nhỏ cũng dễ thương ha, tựa như bông hướng dương mông cốt đồ đó, cũng đẹp ha. Một chút xíu vậy thôi mà rất là nhiều củ luôn cả nhà ơi. Đào lên một cái mà mình đào không khéo là đụng củ liền. Đây là một cái đĩa rau xà lách họ trộn nha cả nhà, bằng củ sun drop đó cả nhà, củ phục linh đó. Nó ra củ rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Nãy giờ đào nó dừng lại thì chắc cũng được một cái thùng màu vàng này đầy hoặc là đầy hơn đó cả nhà. Ở bên đây thì mình thử trồng trong những cái thùng mà đựng hàng đó cả nhà. Thì củ nó ra tròn mà nó sạch hơn, nhưng mà nó ít, không có nhiều như ở ngoài đất. Nó ra rất là thưa thớt nha cả nhà, có vài củ thôi, cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng rất là dễ thu hoạch. Mình chỉ cần nhấc lên thôi là nó lên củ rồi cả nhà. Trồng trong thùng củ nó ra tròn tròn dễ thương chưa cả nhà, sạch sẽ trắng nữa, rửa sơ sơ là nó sạch liền.
ngoài đất đó thì mình phải đào, còn trong đây nắm kéo lên vậy nè, vũ vũ đất là nó ra rồi cả nhà. Đó, sạch sẽ chưa? Trong phòng trồng được ít vậy thôi, một cái mấy chục củ vậy thôi nè cả nhà. Hy vọng là năm tới nó ra nhiều hơn. Thì khi mà mình bới lên như vậy á, thì mình lại lựa lại những cái củ nào mà nó bự á, mà nó tốt á, để mình làm giống. Thì mình lại làm đất lại, xong rồi mình chôn xuống. Thì năm tới mình lại có củ ra nữa ha cả nhà. Đây, mình rửa sạch sẽ rồi đây. Bây giờ thì có thể nấu canh, ăn sống hay là làm salad ăn được. Hoặc là có thể phơi khô để nấu nước uống như trong video trước mình có chia sẻ đó cả nhà. Đào một hồi thì bây giờ trời mùa đông nó cũng đã tối rồi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.